Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai hiện có 580 doanh nghiệp hội viên chính thức. Hầu hết hội viên là những doanh nghiệp có tiềm lực mạnh trong các ngành kinh tế của tỉnh và doanh nghiệp trung ương đứng chân trên địa bàn tỉnh. Thời gian qua, các doanh nghiệp hội viên đã có nhiều đóng góp vào ngân sách nhà nước, chiếm trên 60% của khu vực doanh nghiệp toàn tỉnh. Với vai trò Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, bà Nguyễn Thị Sên đã gửi những lời chúc tốt đẹp đến toàn thể doanh nghiệp hội viên và tất cả doanh nghiệp, doanh nhân trong tỉnh, đồng thời bày tỏ sự chia sẻ, đồng cảm sâu sắc với những khó khăn, thử thách mà các doanh nghiệp, doanh nhân đã trải qua trong hơn 2 năm qua khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát. Dù khó khăn như vậy, nhưng Hiệp hội tự hào vì có những doanh nghiệp bản lĩnh, phát huy được sức mạnh nội lực, biết tranh thủ sự hỗ trợ của các cấp, các ngành để vượt qua khó khăn, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần ổn định tình hình kinh tế, xã hội địa phương. Nhân ngày hội lớn nhân dân hôm nay, chúng ta hãy trân trọng, tôn vinh và nồng nhiệt chúc mừng đội ngũ nhân dân trong tỉnh và nhân dân có mặt tại hội trường ngày hôm nay. Luôn sức khỏe, gia đình hạnh phúc, gặp nhiều may mắn, sự nghiệp kinh doanh thành công ngoài mong đợi. Sau cơn bão là những ngày nắng tươi hồng, tuy còn những vất vả nhưng tinh thần lập công kinh doanh của doanh nhân đã trên đường trở lại. Cùng với các chính sách hỗ trợ của chính phủ, sự quan tâm chỉ đạo tạo điều kiện của đảng và chính quyền của các cấp, môi trường kinh doanh đầu tư ngày còn thông thoáng, thuận lợi, vai trò của hiệp hội doanh nghiệp ngày còn phát huy tác dụng. Đó chính là nguồn lực tiếp xúc cho doanh nghiệp trên con đường tìm kiếm và gặt hái những cơ hội kinh doanh mới. Thay mặt lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Hồ Phước Thành khẳng định tỉnh rất tự hào về bản lĩnh cũng như sự nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân của tỉnh trong thời gian qua. Về phía Ủy ban Nhân dân tỉnh, cam kết sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh để mang đến những hiệu quả cao nhất. Những cái đóng góp của quý doanh nghiệp, quý doanh nhân trong thời gian qua, thay mặt Ủy ban Nhân dân tỉnh, tôi xin ghi nhận và xin chúc mừng và xin chân thành cảm ơn các doanh nghiệp đã tạo ra một cái không khí, một cái nguồn lực để giúp cho tỉnh nhà ngày càng phát triển. Thời gian đến, tôi mong các doanh nhân doanh nghiệp cố gắng khắc phục những khó khăn, khắc phục những tồn tại vướng mắc để chúng ta đầu tư mở rộng để ngày càng phát triển, tăng năng suất, để rồi phối hợp với nhau ngày càng phát triển hơn. Đối với hiệp hội thì tôi mong rằng hiệp hội sẽ phát huy hơn nữa, sẽ là cầu nối, nó là trung tâm để kết nối giữa chính quyền với doanh nghiệp, giữa doanh nghiệp với chính quyền và giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp. Về phía chính quyền thì thay mặt chính quyền địa phương, với góc độ ủy ban tỉnh, cái mảng tôi phụ trách, tôi xin hứa sẽ làm một số lĩnh vực. Một, sẽ đồng hành cùng với doanh nghiệp, cùng lắng nghe, cùng thấu hiểu, cùng tháo gỡ. Cái thứ hai, với góc độ lĩnh vực của mình, tôi sẽ phối hợp cùng với các lãnh đạo của tỉnh ủy, hội đồng dân, ủy ban dân và cùng với các sở ngành tập trung, cùng với các huyện thị tập trung để cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, và cũng rất mong muốn các doanh nghiệp cùng chia sẻ với chính quyền địa phương, với các sở ngành để chúng ta làm sao chúng ta có một cộng đồng doanh nghiệp phát triển tốt. Nhằm ghi nhận và động viên tinh thần của các doanh nghiệp, doanh nhân, nhân dịp này, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp đã tặng bằng khen cho doanh nhân Thái Như Hiệp, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Vĩnh Hiệp và doanh nhân Nguyễn Văn Thành, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu Hoa Trang vì đã có thành tích là doanh nhân tiêu biểu khối địa phương. Tại lễ kỷ niệm, 42 doanh nghiệp được Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen vì đã có đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế, xã hội, an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh năm 2022. Dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tặng bằng khen cho một số doanh nghiệp tiêu biểu trong công tác chăm lo lợi ích đoàn viên và người lao động. Đây thật sự là những món quà tinh thần ý nghĩa dành tặng cho các doanh nghiệp, doanh nhân dịp này, qua đó tiếp thêm niềm tin, động lực
để các doanh nghiệp không ngừng nỗ lực, phát huy bản lĩnh của những chiến sĩ trên mặt trận kinh tế, tiếp tục gặt hái thêm nhiều thành quả trong sản xuất kinh doanh, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế xã hội địa phương. Thì hiện nay tỉnh Gia Lai cũng đang bắt đầu trên cái đà phục hồi, đặc biệt các doanh nghiệp tỉnh Gia Lai thì đang nỗ lực đổi mới theo xu hướng hiện tại hội nhập kinh tế quốc tế, đó là cải cách trong sản xuất cũng như là trong quản trị, áp dụng công nghệ khoa học vào sản xuất nông nghiệp cũng như là phát triển kinh tế. Thì ở góc độ là doanh nghiệp thì tôi nhìn thấy sự khởi sắc của tỉnh nhà, bên cạnh sự phát triển, sự chỉ đạo của chính quyền đảng, nhà nước đã có những cái hướng đi đúng đắn để phát triển đưa kinh tế địa phương, kinh tế cả nước cũng như kinh tế tỉnh nhà ngày càng phát triển. Với doanh nghiệp vùng sâu vùng xa như chúng tôi là quan trọng nhất là chia sẻ cái khó khăn với lại là tỉnh nhà, với huyện nhà, với bà con nông dân, cùng vượt lên tất cả để là có là coi như cái doanh thu thật lớn. Và quan trọng nhất là coi như là phải làm sao mà coi như là tạo điều kiện cho người nông dân, đầu tư cho người nông dân thực tế và phát triển kinh tế. Doanh nghiệp chúng tôi hoạt động bên lĩnh vực xây dựng thì cũng cực kỳ khó khăn, nhưng mà với tinh thần cũng như bản lĩnh và quyết tâm cao của đơn vị cùng với tập thể hội đồng quản trị, ban giám đốc công ty thì luôn quyết tâm nêu cao để mà làm sao để coi như là có những cái bước phát triển và duy trì ổn định cũng như phát triển trong cái thời gian tới, và cùng với cộng đồng doanh nghiệp sẽ đưa doanh nghiệp của mình lên và đưa các đồng hành cùng doanh nghiệp để mà phát triển trong thời gian tới.